chào mừng nhau đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình sẽ lên sóng cho anh em một cái dòng máy hàng Sasuke mã mới bên cửa hàng mình vừa về nha. Đây là cái mã LCD 220S. Cái dòng này đó là chuyên que 3 ly 2. Lúc trước mình cũng có về một cái mã là chuyên que 2 ly rưỡi rồi, thì đã bán rồi, giá chuyên 2 rưỡi là 1 triệu 330. Còn cái mã này đó là chuyên que 3 ly 2 nên cái sát nó to hơn nha mấy anh em, giá 1 triệu 650. Cái dòng này rất là phù hợp đối với những anh em nào mà chúng ta hàng mà chấm nhả nha, bởi vì nó rất là tuyệt vời, bởi vì nó có tính năng chỉnh riêng, ví dụ như chỉnh ARC Fox là chỉnh tăng, chỉnh độ ngấu, rồi chống dính mồi lửa nhanh, này mồi lửa nhanh là hot star, mồi lửa nhanh và có chức năng chống giật là VRD và chức năng chống dính anti-tick. Những cái dàn này thì nó sẽ chỉnh riêng hết chúng ta luôn, ví dụ anh em mà muốn tăng cái độ ngấu gì đó, anh em muốn chỉnh đi nè, thì ARC Fox là anh em sẽ chỉnh lên nha. Còn những cái dòng máy hàng mà nó sẽ cũng có những tính năng này nhưng mà nó auto rồi, nó không chỉnh được nữa. À, còn đây là những dòng mà anh em có thể chỉnh riêng, vô anh em chỉnh auto này thì vô chỉnh nè. Đó. Rồi, chúng ta sẽ chỉnh qua cái hotstar anh em có thể chỉnh riêng hết luôn nha. Mỗi này chỉnh riêng hết. Tại vì khi mà anh em hàng đó, anh em chấm vô cái thì nó sẽ tăng cái dòng cường độ lên, nó hàng và nó cái độ ngấu nó sẽ chỉnh độ ngấu cao thì nó ăn vô bên vật liệu bên trong nha. Cái dòng này thì nó rất là phù hợp với những anh em mà chúng ta đi hàng gì đó, chấm nhả, chút xíu mình sẽ test cho anh em coi. Rồi cái kế tiếp nữa đó sẽ nó có chống giật VRD nằm đây nè mấy anh nha, chống giật anh em bấm vô một cái hot star nè, VRD nè, anti tick nè, chống dính nè, chống dính, chống giật, màu lửa nhanh, tăng độ ngấu. Rồi chức năng bên dưới là nó MMA đây nè anh em coi nè, MMA nè anh em nè, MMA là chúng ta dùng cái chức năng lip tick nè, chức năng MMA là chức năng hàng que nè, thấy không anh em, bấm nút bên đây nè, đó dùng bấm nút bên đây là đó, chức năng lip tick, MMA là hàng que. À, chúng ta chỉ để vậy thôi, để hàng que thôi. Lipstick thì ta phải có độ nó mới hàng được, cái máy này nó không cho độ lipstick nha. Còn đây là chúng ta chỉnh các chính tính năng của nó nè nha. ARC Fox hoặc là anti tick, rồi VRD chống giật. Rồi bình thường thì mình sẽ để thử cái ARC Fox này ở vị trí số 5 nha. Cái phím này là phím vô cực nha, anh em sẽ dùng được luôn. Rồi anh em chỉnh hot star để vị trí 5 luôn. Hot star về vị trí 5 luôn anh em ơi. Đây 5 ha. Rồi chỉnh cái VRD thì mình off ở đây, chỉnh cho độ anti tick thì on nè, nó chỉ có off on thôi ha, anti tick là chống dính nha, off on luôn. Rồi cái dòng này thì nó sử dụng cái cọc lớn nha mấy anh, cái này cọc lớn, cái dây nó cho cái dây hàng chúng ta đó là 5m và dây mát là 3m nha, cái dây kẹp hàng là 5m và dây mát nó là 3m. Máy thì nó là sắt lớn nha, này là sắt lớn. Rồi ok, chỉ có như vậy thôi, chúng ta đưa vào chúng ta hàng thôi nha. Ok rồi, bây giờ sẽ thử cái dây hàng vô cho anh em coi nè nha. Rồi đây là dây kẹp que hàng thì anh em cắm vô cọc dương thôi nha, cọc dương nè. Rồi kẹp mát vô còn lại, đây kẹp mát còn lại. Ok rồi, mình sẽ quay qua cho thử chấm nhả cho anh em coi ha. Đây sử dụng que 3 ly 2 nha mấy anh, của Tonsen, que lớn nè. Rồi ok, rồi anh đang coi cái tính năng đó nha, mình chờ xíu đeo nha, kiến vô cái. Rồi giờ mình sẽ chỉnh lên, giờ chỉnh lên cho maximum luôn nha, 225 maximum luôn. À, nó không có dính đâu mấy anh, đưa vô ăn rất là mạnh luôn nha. À, này có ấn mạnh vô ha, có cái thuốc này, à, cái thuốc nó ăn đó. Que cái tô xe này để lâu à. À, này thấy mạnh, nó mạnh ghê chưa. Rồi là kéo thử đường ha, em chờ xíu rồi kéo thử đường này đi, qua đây đi. Cái thuốc này nó que để lâu lắm rồi. Thank you.
Wow, rất mạnh luôn. Đốt mạnh dữ lắm anh. Hình như cái que hàng này mình thấy nó hàng nó que này tồn lâu quá, hàng không có sướng. Cái que hàng này anh em biết cái là nó tồn lâu lắm rồi, 5-6 năm gì đó, tại vì nó tồn kho của mình mà. Rồi mình que cái que hàng 3 ly 2 nè, hàng mới nè, que mới nè, hàng thử cho anh em thử nha. Đó, que hàng mới đưa vô cái này mới nè, đây à, đó. Lắm anh. Nghĩa là anh em chấm nhả chấm nhả, nó sẽ tăng cái độ, tăng cái độ hàng lên ha, rồi nó giảm lại, mấy cái tính năng nó hay lắm. Rồi sẽ kéo thử đường ở đây nha, đây đi, đưa vô là ăn thôi mấy anh. Đây. Như mình hàng không được đẹp lắm ha anh em ha. Đây. Tay tay nghề hàng chưa tới. Đó. Rồi. Giờ thử anh em tăng cái độ ngấu lên nha. Giờ mình sẽ tịnh chỉnh lên nè. Hot Star. Hot Star bây giờ tăng lên tới 10 luôn nè. Quên ARC tăng tới 10 nè. Hot Star. Hot Star tăng 10 luôn. Ok, chỉnh hai cái đó thôi mấy anh em ha. Rồi, anh em thử nha. Đó. Khi mình chấm vô cái là lửa nó rất là mạnh nha mấy anh. Đây. Đó. Đó. Mạnh lắm mấy anh ơi. Nó chuyên qua 3 ly 2 mà. Chuyên chấm nhả rất là rồi. Lấy thêm một que nữa cho anh em coi ha, em que 3 ly 2 hết nha. Mình như không sợ dính luôn, anh em đưa vô là ăn luôn á. Anh em thấy cái lửa hào quang nó đốt mạnh kìa không? À. Bây giờ sẽ chấm ở một cái chỗ mới rồi thôi ha. Đây. Không cần ấy luôn là đưa vô nè. Đó, đưa vô ăn, ăn liền luôn nha mấy anh. Ok. Đưa vô ăn ngay luôn. Đây nè. Đó, nó có những cái tính năng đó hay lắm mấy anh. Còn bây giờ mình sẽ hạ xuống thử. Bây giờ hạ xuống hai trăm thì nó nhẹ hơn ha. Đó, anh em nào mà hàng chuyên 3 ly 2 thì mình nên mua cái này, tuyệt vời luôn nha.
anh em nghe cái tiếng đốt xè xè luôn ha. À. Ngon lành. Ok. Rất mạnh. Rồi. Rồi thử vậy thôi cho anh em thấy nha, để biết được cái độ mạnh của cái máy thôi. Còn chúng ta hàng đẹp hay xấu thì do chúng ta anh em tự mà chúng ta cái tay nghề của chúng ta. Đó, cái dòng này thì anh em từ hàng que ví dụ như ly mấy ly 6 đến 3 ly 2 mấy dòng kia thì anh em kéo thoải mái. Hàng 3 ly 2 thì anh em chỉnh tùy chỉnh sắc dày sắc mỏng đó, maximum được. Ok ha. Rồi ngon lành. Giá con này là 1.650.000 nha mấy anh. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xuống coi thêm mấy dòng mấy hàng bên cái hàng mình bên dưới nha. Rồi ok ha, đây là cái kệ trưng bày mấy hàng nè anh. Đây con hồi nãy test nè nha. 1.650.000 nè, còn con nhỏ hơn nè LCD luôn nè, 1.330.000 nè. Đó, cái hai dòng này đều có chỉnh chế độ tăng độ ngấu và hò và mồi lửa nhanh hết nha. Đó hai dòng này 1.330.000, 1.650.000, này chương 2 rưỡi, chương 3 ly 2. Kế tiếp về Megatech thì đây có dòng 3 ly 2 nè mấy anh, 1.000.000. Con này đang khuyến mãi nha, con này thì đồng hồ này bình thường thôi, giá là 3 ly 2 này là 1.000.000, bình thường là 1.450.000 mà chương trình khuyến mãi còn có vài con thôi là 1.250.000 đấy mấy anh. Con này 1.250.000 còn có vài con thôi à, còn có khoảng cỡ 4-5 con thôi là hết rồi. Còn cái con này nè, con này thì giá là 750.000 nè, con này chuyên que 2 ly rưỡi thì hôm nay hãng nó về đó anh, mà chỉ còn có đúng 30 con thôi là hết chương trình rồi, để nó ngưng chương trình rồi mình đặt trước cái này mới vẫn còn cái giá này. Bình thường giá con này là 950.000 nha, nhưng trong chương trình này giá nó có là 750.000 con thôi, chuẩn bị về trong ngày hôm nay đó anh. Rồi hàng Mic Betec con này thì mấy nay mình giới thiệu nên quá nhiều ha, 1.390.000 nha. Mic Betec 250B 1.390.000, rồi con mic này 1.250.000 nè. Mic Sasuke nè 1.250.000, rồi con này hàng mic của hàng Kenmax là Kenmax đồng hồ điện tử nè, 1.800.000. Rồi những cái con này là con hàng này là que 3 ly 2 của que 3 ly 2 giá 1.310.000 ha, của hàng Waffle. Và con này que 2 ly rưỡi giá là 1.100.000 của Waffle luôn nha. Đó là những dòng mấy hàng, ngoài ra còn mấy hàng của hàng Total nữa mà mình chưa chưng ở bên đây. Anh em có thể ghé bên đây để mình lựa những cái dòng mà chưng bên đây ha. Ok, rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.